Hello everyone. I'm standing here in this wonderful resort. This is a great resort. It's Maldives. You see, the most beautiful beach in the world. Trần Mạnh xin được gặp tất cả mọi người đứng giữa một vùng biển rất đẹp như này. Sẽ chơi một bài về biển. Một nhạc sĩ, một người hành lớn. Tác phẩm mang tên là Biển Nhớ của nhạc sĩ Trinh Cong Son. Thank you.
I just finished a song written by our great composer, Mr. Trinh Cong Son. I wrote a song about, you know, the Biển Nhớ. All right, thank you. Hope you enjoyed it. Thank you so much. Thank you.